Trời ơi, cái này giống như cô chị nè. À, mua thuốc cho chị á. À vậy hả? Hello mọi người. Đây. Bên cái này thuốc bao tử cho chị. Ừ. Em này là bác sĩ. Là bác sĩ em bác sĩ gì em giới thiệu cho người ta. À, mình là bác sĩ Phong, chuyên khoa về nội tiêu hóa, đang làm tại bệnh viện Thống Nhất. Bệnh viện Thống Nhất. Cũng đang làm giảng viên của khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giỏi ghê chưa? Nhiêu tuổi em? À, hiện giờ 27. 27 em lớn hơn chị 2 tuổi, giỏi ghê không? À, em có một cái fanpage riêng phải không? Dạ, em có một cái nhóm để mọi người tham gia, để có thể là khi mà có những cái vấn đề về sức khỏe đó thì mình có thể là đăng những cái vấn đề lên. Trong một số trường hợp mà nếu như mà mọi người á là có những cái thắc mắc, hoặc là ở vùng sâu vùng xa họ ngại đi khám, hoặc là chỉ là với một cái triệu chứng nhẹ ban đầu thôi á, thì nếu như mà được tư vấn hoặc là khám đúng chỗ á, thì mình phát hiện được cái bệnh sớm thì sẽ tránh được những cái giống như là sau này á là diễn tiến nặng hoặc là không có tiền để chữa trị. Dạ, thì cái nhóm của em á là tên là bác sĩ tư vấn sức khỏe online, thì em sẽ có thể sẽ gửi thêm cho mọi người một cái link ở bên dưới. Dạ, để mọi người tham gia chung ạ. Thì trên đó là tất cả các câu hỏi là đều có các bác sĩ trả lời hết toàn bộ, chứ nó không giống những nhóm khác là khi vào chỉ là mọi người tương tác với nhau thôi. Còn cái này là tất cả mọi người đều được có bác sĩ trả lời cụ thể cho từng câu hỏi luôn. Nhưng mà cái khó khăn gì nè, thí dụ những người mà ta dùng sâu dùng xa, dù đã dùng sâu dùng xa, người ta không chơi Facebook hoặc là không chơi ra mạng thì sao? Thực ra là em thấy rất là nhiều luôn á. Trong trường hợp hiện giờ giống như bây giờ đang dịch nè, cũng đang cách ly nè, thì cái vấn đề đi tới bệnh viện khám hay là gì nọ đó thì nó cũng khó khăn. Thì đôi khi là người ta cũng có thắc mắc, thì người ta tìm trên mạng, là cứ tra Google thì sẽ ra những cái thông tin mà nó gây hoang mang rất là nhiều. Thì nếu như mà có một cái nhóm mà có nhiều bác sĩ hỗ trợ tư vấn cho mọi người á, thì định hướng đúng cái bệnh lý của mình thì nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Nói chung là mấy cái chỗ mà vùng sâu á, vùng sâu hoặc là những cái người mà ở nông thôn á, thí dụ mà những người dân ở nông thôn mà người ta không có đang nói vấn đề là người ta không có gành về mạng Facebook nè, và người ta cũng không biết đến cái hướng của mình, thì có thể là em có một cái gì đó nó gọi là nó gọn nhất để thí dụ muốn là người ta đã có tình cờ người ta đem số điện thoại này đi. Em phải đi ghi lên số điện thoại, ta sẽ điện thoại qua số điện thoại của em, hoặc là người ta liên hệ qua cái số điện thoại nhóm của em, rồi ta muốn tư vấn điện thoại trực tiếp luôn. Có nhiều người ta, ví dụ đi, những người mấy bà cụ, ông cụ lớn tuổi á, rồi người ta muốn theo dõi, ví dụ người ta cũng có dung chị là cháu đi, chị coi được cái tin nhắn đó, coi được cái Facebook này hay là YouTube này, có thể lấy số điện thoại của em, có thể mới điện nè. Ba ơi, ba 31 mà ba có muốn theo dõi, mày ba muốn xem bình tình ba như thế nào thì ba điện thoại qua cho bác sĩ này. Dạ. Ba về điện thoại qua số cái điện thoại bác sĩ này, thì bác sĩ này tư vấn cho ba và nói chuyện cho ba, có thể là bác sĩ này chỉ cho ba mua thuốc gì. Dạ. Đó, như vậy đó. Không, đã nói là cái đó là đang cần mà, đã nói tư vấn miễn phí thì người ta sẽ cần cái cuộc điện thoại để được tư vấn. À, thực ra thì là mình khám bệnh thì chắc chắn là không thể nào mà khám qua cái việc online rồi. Chỉ là mình là giúp cho người ta nhận biết là đó là cái dấu hiệu nặng thì phải đến cái cơ sở y tế khám, hoặc là nếu như chỉ là nhẹ thôi thì chỉ cần theo dõi tại nhà, thì tùy theo cái mà mình sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân. Chứ cái việc mà trao đổi qua điện thoại thì nó không có thể nào thì cái gì của cái đã chị nói là vấn đề người già, người ta không biết cho Facebook, người ta thà có số điện thoại, người ta điện thoại qua ta liên lạc, hoặc là em thấy cái dấu hiệu gì đó, hoặc là người ta điện thoại muốn cái gì đó, hoặc là mua thuốc gì đó, thì em cũng phải điện, người ta cũng phải điện thoại cho em trực tiếp để em kêu chú ơi không thôi chú lên con chú khám, hay là chú lên bệnh viện con chú khám. Dạ, đúng đó đúng vậy, không vậy, cũng phải có cái sự liên lạc nó trực tiếp với nhau. Chứ bây giờ mà em nói là Facebook, ví dụ những người ta trong vùng sâu vùng xa nói thiệt với cưng nha, nhiều khi mạng người ta cũng có ta chơi đúng không, người ta đâu, nhiều người ta lớn tuổi, người ta làm ruộng làm nông suốt ngày đúng không, người ta cũng đâu có thời gian đâu người ta theo dõi như mình đúng không. Thì cho nên bây giờ mình quăng cái số điện thoại ra, hôm nào người ta làm ruộng làm nông xui xui người ta bị nhức lưng đau mỏi cái gì đó, người ta về người ta điện thoại cho em, người ta còn lấy cái số điện thoại ta nhờ con cháu người ta điện thoại cho em đúng không? Dạ thì có gì thì em sẽ hỗ trợ thêm trong khoảng đó. Ừ. Dạ, cái đó để tính lại, tại vì cái này nhóm cũng nhiều bác sĩ mà đa số thì mọi người cũng biết là cái thời gian á mà mình làm á của bác sĩ thì còn phải đi làm tại bệnh viện rồi còn phải trực đêm nữa. Đôi khi á là nhiều khi đang cấp cứu hoặc là này nọ đó thì cái việc mà nhận điện thoại thì nó cũng khó. Đúng đó. Rồi. Dạ. Nếu mà như vậy rồi rất là khó để cho người ta liên lạc. Dạ đúng rồi. Thì nếu mà thì nếu mà cái đó thì cũng
thí dụ như là có số điện thoại thì cũng mong khi mà mọi người gọi thì có thể là đôi khi mình không nhận được cuộc gọi thì cũng có thể thông cảm được. Thì nha mọi người, giống như em hồi đó đó, một ngày tôi bán bánh tráng, một ngày tôi đón nhận, tôi nói thiệt nha, tôi đón nhận điện thoại á cả ngàn cuộc. Từ sáng tôi mà tôi đón nhận điện thoại cho tới chiều luôn, tới tối luôn, là bao nhiêu cuộc biết không? 1250 cuộc, 51 cuộc, 1251 cuộc, 370 mấy tin nhắn, là một ngày đón nhận như vậy á. Cái iPhone tôi á mà người ta điện riết á, mà iPhone nó nóng mà nó bung cái màn hình luôn á. Thiệt mà, bây giờ tôi còn giữ cái iPhone nằm trên mạng trên lầu kìa, điện riết mà bung cái màn hình luôn á, là biết là cái điện thoại nó điện liên tục. Thì mà mọi người cứ nghĩ đi, mình coi YouTube á mà mình coi mấy tiếng đồng hồ máy nó đã nóng rồi, còn cái này điện thoại liên tục mà không có thời gian nghỉ thì nó rất là nguy hiểm cho điện thoại của mình. Thì cho nên nó đụng ra tới ngày nó bị chỗ bệnh là nó nóng quá, nó bung cái màn hình điện thoại, đem đi sửa người ta nó không sửa được, bây giờ thay hết màn hình luôn, phải tốn bằng mua điện thoại mới. Thôi để tốt nhất cho nằm đó đi, thôi em nằm em yên nghỉ nha, làm kỷ niệm. Ok em, nửa tiếng đi để chị nói chuyện. Đợi chị tí xíu nha, đợi chị tí xíu. Thì cho nên á, bây giờ người ta muốn theo dõi em thì điều đầu tiên á, chị nói rõ ràng vậy nè, người ta muốn theo dõi em, người ta cũng phải biết là trong cái trường hợp mấy đứa trẻ á, bây giờ nó biết nhiều về vấn đề mạng xã hội rồi. Nó sẽ liên hệ em dễ dàng hơn là đối với những người mà người ta hơi lớn tuổi. Có thể cô chú anh chị á, cũng có nhiều cái cô chú á, người ta gành về vấn đề mạng thì người ta còn liên hệ được với em. Còn có nhiều người cô chú người ta không gành về điện thoại, thì cho nên người ta không biết sao ta liên hệ với em bằng cách là có thể là vô tình chị biết đến em, chị lấy số điện thoại em, chị ghi ra giấy, chị gửi cho chú này, chú ơi chú mới chú có cần gì, chú có điện thoại số điện thoại này là bác sĩ sẽ tư vấn, và cũng có thể bác sĩ sẽ giúp đỡ cho chú trong cái việc mà hỏi về bệnh tình. Rồi chú này cầm cái số điện thoại này về, rồi mai mốt chú này dù có mỏi tai nhức mỏi hay là có việc gì đó, chú này lại lấy số điện thoại này chú đưa cho con cháu chú, mày điện số điện thoại này cho tao đi, rồi để tao điện cho bác sĩ coi sao, đúng chưa? Dạ. Thì lúc đó riêng em, ví dụ mà em thấy mà bệnh tình như thế nào, em nói, em cũng khuyên nhắc chú là chú ơi chú đến địa chỉ đó thì cái nói ví dụ là vậy á. Thì nếu như mà trong trường hợp mà gọi mà ví dụ như mình bận quá thì mọi người có thể nhắn tin trước, hoặc là các bạn nào mà thấy ví dụ như ông bà mình không có thể nào mà đăng, không tiếp cận được Facebook á, thì có thể là mình đăng dùng cái tài khoản của mình đăng hỏi vấn đề dùng cho ông bà cũng được, thì trên đó đều có các bác sĩ để tư vấn cho mình, thì vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì đôi khi thì cái công việc của bác sĩ thì mình cứ làm giờ hành chính liên tục mà còn trực đêm nữa, nên cái việc nhận điện thoại đôi khi á, là mọi người gọi không được, cái hiểu đó lại nghĩ là mình chỉ đang là tự VA chứ không phải là muốn làm thiệt lòng để giúp đỡ mọi người, nhưng mà tại vì công việc mình bận quá chứ không phải là tại không muốn giúp. Mà bây giờ cái làm sao làm được và liên hệ được với lại nhóm của em? Em sẽ gửi cái link cái nhóm. Cái link đó là link gì em nói trước mặt ha. Cái link là Facebook/groups có S bác sĩ tư vấn, thì cái đó là link của nhóm, còn tên là bác sĩ tư vấn sức khỏe online. Cái tên của nhóm thì chắc sẽ gửi cho các anh YouTube với chị cái link đó, để có gì chắc nhờ anh chị đứng kèm bên dưới. Mọi người biết á, đừng cho đậu bên đó nhiều quá. Chị Diệu ơi, đừng cho đậu bên đây quá nhiều chị Diệu. Kìa đậu xe, tao đậu bên kia làm sao? Kìa kìa xe nào màu đỏ của ai kìa? Đợi bên đây nè. Của em. Những xe màu đỏ đó gọn gọn vô công việc. Thì nói chung là như vậy nè. Thì bây giờ mà dạ có em. Ừ. Thì đó, bây giờ nếu mà cần vậy đó thì điều đầu tiên là cần em cho người ta biết về vấn đề địa chỉ đó. Em sẽ gửi cái thông tin đó bên dưới cho mình. Dạ. Đó, điều đầu tiên mình còn bàn, mình nhập chung bàn hoặc là mình nè. Ừ. Rồi em có gì em chia sẻ với lại khán giả tí xíu đi. Dạ. Chị qua đây chị chỉ cho mấy bà chị này. Dạ.
chia sẻ khán giả. Rồi nhưng mà em bích đi thì chia sẻ cái gì? Ok em. Ai sai? Thì chào mọi người, mình là bác sĩ Phong, hiện là chuyên khoa của mình là chuyên khoa về nội tiêu hóa, hiện đang làm tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng thời mình cũng là giảng viên của khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có tạo một cái nhóm trên Facebook là tên là Bác sĩ Tư vấn Sức khỏe Online, chủ yếu là hỗ trợ giúp đỡ cho mọi người các vấn đề về sức khỏe, khi mà có những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề về sức khỏe của mình thì đôi khi không thể đi khám hoặc là gặp điều kiện khó khăn không thể đi khám, thì có thể là đăng cái tình trạng lên đó thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình để giúp đỡ cho mình là đi đó, có thể là tư vấn thêm về cái triệu chứng của bệnh, hỏi han bệnh tình để chỉ cái chỗ để đi khám đúng, để tránh cái tình trạng là nhiều người á là cứ đi khám những cái chỗ mà phòng khám tư hoặc là vẽ ra nhiều thứ thì sẽ tốn chi phí rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái nhóm của mình là cũng giúp phát hiện được những cái triệu chứng, ví dụ như trong trường hợp mà mọi người chỉ ví dụ như thường là biểu hiện của suy thận là họ không có biểu hiện gì hết, chỉ có tình trạng phù đơn thuần thôi, nhưng mà nếu như mà mình cứ bỏ qua cái triệu chứng đó, không có theo dõi, không có gì hết thì là tới một ngày là suy thận nó nặng hơn, là lúc đó phải chạy thận và tốn rất là nhiều chi phí. Thì nếu như mà bạn có một cái bất thường, bạn có thể đăng lên trên đó, các bác sĩ sẽ tư vấn các bệnh lý cho mình thì giúp mình phát hiện sớm được cái bệnh lý, thì nó sẽ hỗ trợ được cho mình là phát hiện được cái bệnh sớm hơn và tránh cái diễn tiến nặng hơn và cái tốn chi phí nhiều khi mà điều trị bệnh nặng. Thì cái nhóm của mình tên là Bác sĩ Tư vấn Sức khỏe Online, cái link Facebook là facebook.com/bác sĩ tư vấn. Thì trên đó là tất cả các câu hỏi đều được bác sĩ duyệt qua và có bác sĩ bên dưới tư vấn để trả lời hết, chứ không phải là giống những cái nhóm khác đều là mọi người dùng chỉ tương tác với nhau mà không có cái bác sĩ đưa ra cái ý kiến nào cụ thể hết. Dạ. Thì mình sẽ gửi cái link bên dưới, nhờ các anh chị, nhờ các anh YouTuber mình sẽ kèm cái link của nhóm bên dưới để mọi người tham gia ha. Dạ có. Dạ đây. Dạ đúng rồi, đem thuốc theo để mà cái chị Cát Thi đang bệnh nên mình nhờ mua thuốc giùm luôn. Dạ. Cái này là cái link nhóm của mình ha. Cái nhóm của mình, cái này là hình cái nhóm của mình. Dạ trên Facebook mình gõ cái bác sĩ tư vấn sức khỏe online. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ đây là nhóm của mình. Dạ. Dạ rồi, dạ chào mọi người.